Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình dặn cùng nhau tiếp tục với cả Stick with Legacy. Thì trước khi bắt đầu video này đã cho mình một like, share, đăng ký nha. Ok, bữa nay lần này chúng sẽ làm về Stick with Legacy. Xem nào, Stick with Legacy thì lần này làm về cái mod FM. Sao mình mở khóa hết à? Mình bỏ thời gian mình mở khóa lúc nào nhỉ? Hôm sau mình chơi tượng cai vàng đây. Lần này chúng ta sẽ làm tiếp tục chơi. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Có bạn bảo với mình rằng đó chính là mình mà muốn hoàn thành cái thành tựu, đó chính là không sử dụng nâng cấp, không tốn một điểm nâng cấp mà kết thúc chiến dịch. Đấy. Cái này thực sự rất là căng thẳng anh em nhá. Cực kỳ là căng. Và là mình không được nâng cấp bóng, không kiểu là không được để cho mà mình không được tua nhanh. Thì lần này sẽ chơi cực khó quan nhá. Thực ra nếu mà bình thường normal thì mình ăn thừa, nhưng mà mình sẽ chơi cực khó cho nó căng thẳng anh em nhá. Ok, được rồi, mình sẽ chơi cực khó cho nó căng thẳng quan này. Rồi này, mình sẽ chờ hồi đào vàng ra. Nói chung là mình mở đầu cái bàn đầu tiên này thôi, không tí nữa mình sẽ vào chủ đề chính em nhá. Bạn nào thích thì bạn có thể tua trước cũng được. Mình mở đầu một bàn để mình qua cái hướng dẫn. Ok chưa? Đấy. Ok chưa? À mà thôi anh em nhỉ, chắc bao khi nào mình làm riêng một clip chứ việc gì mình phải làm như này. Ok, chơi luôn này. Đối đầu với chích cơ lỏ con ơi. Phải đối đầu với chích cơ lỏ. Anh em đoán xem ai win nào. Chích cơ lỏ là mình cho chích cơ lỏ đối với cái gì đây? Chắc là mình phải cho con mình sẽ nâng hết bọn này lên anh em nhá. Ok chưa? Nâng hết bọn này lên này. Chắc là mình sẽ nâng bàn này là ok luôn. Rồi ván này chích cái lọ chờ con gì mình chưa được con đấy. Kiếm. Ok, kiếm mình sẽ bật hết mấy này lên đấy. Còn đấy anh em ơi, Flat bui đây. Hai con kiếm để cho nó công bằng anh em nhá. Để xem liệu anh em phải hiểu là cái sức mạnh của thằng chích cái lọ với sức mạnh của mình nó khác nhau ở điểm nào anh em nhá. Đấy, để xem liệu hai người đang đấy. Nguyên một con kiếm sức mạnh so sánh rồi là mình đã thua rồi anh em ạ. Áo ma thật. Ok, mình sẽ trồi ra hai con giáo trước để đối đầu với con này, để xem liệu giáo của mình có thể ăn được kiếm của nó không bạn nhá. Kiếm của nó rất khỏe. Anh em nhìn con giáo trên kia kìa, con giáo dưới này thì mình điều khiển rồi. Ok, nói chung là cho dù có là chích cơ lỏ chăng nữa thì cũng làm gì có cửa. Ok, giờ mình sẽ cho cây mình về hết này. Sau đó chúng ta sẽ bật quả tốc độ thần thánh. Tèo, để xem nó triệu hồi những con gì. Cơ bản lúc đầu nó trời toàn kiếm với cờ giáo vớ vẩn này. Wow, giáo điện rất khỏe anh em ơi. Nó trời giáo điện rất khỏe anh em nhá. Nó vừa trời giáo điện rất khỏe luôn, cực kỳ là khỏe luôn anh em ạ, rất cớm. Mà đánh nó đánh rất khỏe luôn ạ. Nhưng mà thực ra thì cũng không trời loanh quanh với cái đấy thôi anh em ơi. Thằng này chích cái lọ mà ghém. Ok. Trời giáo vàng. Mày muốn chơi nào? Ok, nhiều tiền hay là ấy sẽ win anh con ơi. Ok, mình nhiều tiền hay là chích cái lọ sẽ win. Nó có thể đánh ra sấm sét anh em nhá. Nhờ hiện tại mình đang đỡ hết rồi. Đấy, mình đang đỡ. Ui, giáo vàng team mình đỡ hết luôn ạ. Áo ma chưa? Ôi trời ơi, không có tuổi anh em ơi. Ok, lần này cái gì? Giống như anh trên mạng hacker noob bro god gì đối với cả anh em nhá. Lần này mình sẽ làm một người chơi chân chính. Thực ra thì là noob. Mình sẽ chơi một cách chân chính anh em nhá. Thôi chắc là chỉ có bro với hacker thì mới ăn được thôi, chứ còn nói thật, mình mà chơi kiểu nâng cấp ít xong đần thì chỉ có thua anh em ạ. Không thể nào mà thắng được. Cho ông thử xem liệu mình chơi đúng như một người bình thường. Đấy, xem liệu mình có ăn được không bạn nhá. Ô chết, mình quên mất anh em ơi. Thôi để mình bật install update lên. Mình quên mất mình không được bật mấy cái này lên anh em nhá. Ok. Và mình sẽ chuyển hết skin của mình thành skin mắc cả rồng. Đây, mình baby mà được phép sử dụng skin nhưng mà không sử dụng item thôi. Ok.
mình sẽ chuyển từng thay đổi từng con một theo theo đúng cái việc mà mình mong muốn bạn nhá. Đấy, theo đúng cái kiểu mình mong muốn, nó sẽ boost sức mạnh của team mình em ạ. Nó sẽ kiểu sức mạnh team mình sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Ok, rồi được rồi đấy. Về tượng này, tượng này, từ từ con này mình ấy. Ok con này là sao là chúng ta sẽ dùng một cái tượng nó thật sự phải là thật sự hợp lý bạn nhá. Liệu là nên dùng tượng vàng hay là tượng phai phai? Mình nghĩ mình sẽ dùng tượng phai phai. Ê, mình không được dùng item nên mấy cái khả năng kích hoạt kia nó cũng không có tác dụng gì cả. Ok, lúc này mình sẽ chờ kiếm sử dụng tượng phi phai em nhé. Bạn nào thích xem trích cái đó kiểu thì anh em hãy vào kia hãy tua tiếp thì sẽ có. Ok, xem nào, mình sẽ điều khiển đây chia cái dành cho bạn nào không biết thì đây chắc chắn chia cái quy tắc mà bắt buộc các bạn phải làm anh em nhé. Ok, mình sẽ ra đây mình tiêu diệt bọn này anh em ạ. Ok, đây là quy tắc mà bắt buộc các bạn phải làm khi mà các bạn vào chơi cái chế độ mà ấy như này thì bắt buộc 100% các bạn bắt buộc phải làm bạn nhá. Đó chính là ui đào vàng tiến độ trâu vãi trưởng. Ui đào tiến độ ăn một chéo mà mình không niệm kìa, áo ma chưa. Ok thôi mình quên về nào. Đó chính là nếu mà chơi cái bàn nào mà có nhiều đào vàng như này thì bắt buộc anh em phải ra quân kiếm đầu tiên để áp đảo em nhá, để áp đảo về mặt sức mạnh đã. Đầu tiên là bắt buộc phải về mặt sức mạnh thì mình phải áp đảo thì nó đã. Đó, như bạn thấy mình chơi kiếm đầu tiên mình vừa ra phát mình áp đảo luôn mà. Đây mình làm phát này, một phát nhá, một phát một bé. Ok chưa, ok chưa. Ui, ui anh em đâu, lên 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 lên, mình phải nhờ anh em trợ giúp thôi anh em ơi, chứ không mình đánh một mình thì méo thắng rồi anh em ạ. Okay. Mình sẽ cho quân của mình lên để mà đánh lan này, rồi mình sẽ hạ gục con cung kia của nhau. Con cung kia mặc dù bé, nói nếu mà để cho bọn cung của mình bắn thì rất là khó để bắn, nhưng mà nói thẳng nếu mà nó thật ra ấy, thì con cung đấy nó sẽ rất là đam, rất là bé luôn con ơi. Đi có thấy đam rất là bé, đam cung kia cực bé luôn. Mình sẽ để lại con cung đấy, nó làm kiểu là một cái con để mà mình ngăn cung kia con kia có tiền nữa. Ok, như các bạn đã thấy thì team mình đang rất là mạnh, đang rất là áp đảo rồi. Mình cho khoảng 4 con giáo ra để mà thủ bọn nhá. Được rồi. Đấy, chơi đúng như một bờ giò hào hán luôn. Rồi, bọn này lên, bọn này gân nhỉ. Bọn này gân quá anh em ơi, bọn này gân quá. Ok chưa? Mày nhờ được cái là các bạn đã hiểu tại sao mình cho con đá ván thì mình skin kia chưa? Đấy, để chơi mục đích khi mà bị hạ đấy thì nó cũng không vô dụng, nó không kiểu hẹo luôn, nó cũng không vô dụng, kiểu nó rất là hữu ích ấy. À con này mày nhân. Ok mình sẽ trợ giúp bọn đấy của mình bằng một phát nhân dân chỉ của nhá. Mày rồi mình cho con mình lên này đánh này, đánh luôn này. Em mình có giáo ấy này, bắt buộc là mình phải chuẩn bị quân đoàn một cách kỹ lưỡng, thật sự là rất là kỹ lưỡng luôn các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì kẻ địch là sở hữu con kẻ địch sở hữu một con, đó chính là con đấy con ạ. Con mình quên mất gọi con gì rồi. À, Zanbot cực khỏe các bạn nhá. Em hiểu Zanbot nó cực kỳ là khỏe luôn. Mình nghĩ mình sẽ chờ khoảng 2 con khổng lồ chắc. Ừ, mình chắc thế. Chắc mình sẽ chờ khoảng 2 con khổng lồ anh em ơi. Ok thôi thì mình làm quả đặc quyền đi, chứ còn thực sự nếu mà không sử dụng item là quá là khó con ơi. Mình sẽ cho quả đây đây. Ui trời ơi, trời cung vàng rồi. Không sao, mình điều khiển giáo vàng mình làm quả. Ném một phát headshot nó nhá. Ô, nó chạy kìa. Bắn đi cung bắn anh luôn. Bắn. Không chết. Rồi cho quân về. Bắt buộc phải cho quân về quả nhá, không để cho nó ở trên đi được. Mình sẽ chờ khoảng phù thủy tí mình cho skin ý nhỉ. Chết rồi. Phù thủy mình skin ăn đét à? Skin ăn đét cũng được em ạ. Mình skin ăn đét mình có thể sử dụng điều khiển phù thủy để mình điều khiển anh em ạ. Thôi thôi từ mình muốn chờ 2 con khổng lồ trước. Đấy, ok chưa? Tại sao mình lại chọn cái phụ trợ Merrick này? Mình sẽ bởi vì là cái phụ trợ Merrick này giúp mình hồi máu cho quân của mình. Và quân của mình trong thời gian sắp tới sẽ chắc chắn là sẽ phải đánh nhau bọn kia tiếp. Bọn kia thì lại rất khỏe anh em ạ. Mình sẽ dùng một con giá này để mình ném một phát headshot bọn kia nhá. Ô con kia nó chạy rồi, không sao để mình tiêu diệt con đào vàng. Đấy tiêu diệt bớt đi. Rồi. Cho con về anh em ơi. Rồi về chạy ngay. Ok. 2 con khổng lồ xuất hiện. Quân mình vẫn chưa đông, quân mình vẫn chưa đủ anh em nhá. Nó vẫn kiểu là vẫn còn đấy anh em ơi. Ok. Vẫn còn đấy à. Thôi mình chờ thêm khổng lồ. Có lẽ là mình sẽ không cần đào vàng đâu nhỉ. Có lẽ thôi anh em. Đấy là mình đoán thế. À
Ok, mình sẽ cho con mình lên để tránh việc bị ấy em nhá. À, phù thuế à. Ây da, ui bọn nó đập cho team mình đào vàng ít quá. Chắc mình phải chờ thêm khoảng 3-4 con khổng lồ nữa cho nó khỏe quá nhá. Ok, mình chắc phải chờ khoảng 3-4 con khổng lồ nữa cho nó khỏe quá nè. Ok, xem nào. Không, mình chờ thêm khoảng 3 con đào vàng nữa đi. À, 3 con cung quá nè. Ok, với 3 con cung xem nào. Đây quá nè, 3 con cung để mình đào. Ô, đầy vàng rồi. Okay. Mình chắc chắn là sẽ lên luôn anh em, lên luôn không, bọn này nó lại công được câu máu của mình mất anh em. Okay. bắn đi đúng rồi, bắn đi mày nhờn sợ ngay, khiếp ngay. Rồi chắc là chuẩn bị lên được rồi đấy anh em ạ. Ok, mình sẽ chuẩn bị lên luôn nhá. Đủ tiền chưa? Chưa đủ tiền, còn một phát nữa. Rồi quả này là mình sẽ lên luôn anh em ạ. Xong tái xong cái này mình sẽ lên luôn nhá, với 4 khổng lồ. Ok chưa? 4 con khổng lồ, một đống cung, mấy con giáo. Mặc dù không phù thuế nhưng mình thấy nó không cần thiết đấy các bạn. Ok à? Rồi mình nghĩ là đến lúc mình cho quân mình lên rồi đấy. Ok, đến lúc mình cho quân mình lên là được rồi đấy. Chờ thêm cung cuối cùng. Mình sẽ sử dụng con kiếm sấm sét đấy em nhá. Kiếm sấm sét để mình tiêu diệt con đấy. Ui, one shot được bây giờ đấy, quá đấy chưa? Đây là lý do tại sao mình lại sử dụng skin đấy con ơi, skin điện con này. Rồi tiếp theo nhiệm vụ con giáo này, bạn nào xem các bạn sẽ biết là cái chích lỏ đứng lên trên này bật khiên để đỡ đấy, giảm đam tất cả mọi thứ xung đằng sau, đằng sau đều có thể đạt được. Một chữ trên này tiện thì mình câu giờ luôn tầng em ạ. Ok, thôi đánh luôn điều khiển khổng lồ đây, chưa lúc này mình điều khiển khổng lồ anh em ơi. Mình không chắc là mình có thể hạ được con kiếm cái gì đó anh em nhá. Đây mình phải hạ được rồi. Thế đã. Từ từ. À, đúng rồi, một cái trò cực kỳ là hay. Yes. Đây rồi. Như vậy mình chắc chắn win được bạn nhá. Mình chắc chắn win được rồi. Ok, thoát này. Rồi, như vậy là các bạn chơi kiểu skin thằng làm với mình sẽ ăn được. À, mình tưởng là vô phương cứu chữa cơ. Nhưng không anh em ạ. Ok. À, sẽ làm thành chích cái lõ bạn nhá. Đây, chích cái lõ đây. Ok chưa? Này, cực kìa nhanh luôn. Quay. Ok chưa? Đúng chích cái lõ luôn anh em. Đúng chích cái lõ luôn là gì nữa. Ok chưa? Ok, chích cái lõ sẽ kéo làm một đống con như này cho nó lên hạ cho nó anh em nhé. Đây chờ một đống luôn. Lên luôn đấy em nhá. Lấp kín màn hình cơ mà. Đây dài ơi. Kín màn hình luôn mà. Ok. Được rồi đấy. Nơi quấy quá sợ. Con bot làm chỉ có tuổi. Ừ anh em. Giờ con bot nó không có đủ đẳng cấp anh em ạ. Được chưa? Tèo. Rồi lên đi. What the hell? Được rồi. Nào lên. Ok, được rồi anh em ơi. Here boy. Mày nhận. Đây rồi, triệu hồi rồi. Quick triệu hồi rồi. Nhưng mà làm gì có cửa ngay. Giờ con bot kia, ui em nhìn số lượng zombie kìa. Giờ nó đúng. Bạn nào để ý kỹ thì bạn sẽ thấy là nó phân chia luôn này. Ở đây sẽ có Kim Zone đằng sau đít này, Guy Rider, sau đó thì là Zastone. Ok, con dao. Lần này kiểu what bạn nhá. Got chúa cái thứ, đây mình sẽ chịu rồi. Spam đấy, cho một 10 con 1 đi em nhá. Đấy, 10 con 1 đây. Cho chuẩn đét luôn anh em. Được rồi. Đây, 1 con này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. 100 con rắn mót luôn nhá. Đây chính xác là 100 con rắn mót luôn. Không thể nhầm được anh em ạ. Ok, mình sẽ để cho cái kia nữa. Cái này nó biến mất thì mình sẽ tiếp tục em ơi. Ok, vậy chúng ta sẽ có 100 con gian bot để xem liệu có win không. He. Ok chưa. Rồi sắp cái kia sắp hết chưa, mình cho có 10 cái rồi mà nhỉ.
Giờ chắc gần hết rồi đấy, thôi mình cứ cho công lên đi. Kiểu gì trong quá trình lên nó sẽ hết rồi anh em ạ. Ok, rồi hết rồi đấy. Ui, 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 100 con gian bot quá là dài luôn anh em ơi. Để xem bao giờ nó sẽ hết anh em nhá. Rất là đông, rất là đông, rất là đông. Ui, 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 đây rồi, sắp hết rồi, sắp hết đây rồi. Nó dài từ đây đến đây, rất là dài luôn. Ok, chưa. Và thắng thì chắc chắn sẽ nằm trong tay anh em ạ. Được chưa? Xài ấy. Đừng tưởng có tượng kia mà ngon. Ô, sao mình lại bị dính hiệu ứng FIFA kìa. Không thành vấn đề anh em ơi. Rồi, giờ thắng luôn rồi đấy. Mày đâu con bot chứ? Mình sẽ lui về cho con bot kia nó công lên hè nó khiếp rồi anh em. Để xem mình thử lui về nhá. Mình lui về xem con bot kia nó công lên nó có đánh luôn không. Bạn nào không biết thì đó chính là cái game người quen là nó có một lệnh ấn. Nó có một lệnh ấn chỉ là khi mà các bạn chịu ổi gian bot cho team bạn ấy, nếu mà không phải là bạn đặc biệt đấy thì con gian bot nó sẽ không, nó sẽ kiểu kích hoạt trừ kẻ địch có yếu đến đâu chăng nữa, không thể ăn được mình chăng nữa, mình có mạnh đâu nó vẫn sẽ tự công lên anh em nhá. Ok nào anh em ơi. Ôi trời ơi anh em, lui hết bọn này về nhà hết tao, solo luôn anh em, solo xem nào. Ui con bot kia gần điện nơi rồi. Bây giờ solo kill. Ui nó đập khỏe đấy. Ngược bot team bạn khác khỏe thật anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tăng tốc độ game lên này. Hôm sau anh em đâu lên là support nào. Support nào đỡ anh em lên. Mày đòi ăn à. Làm gì có cửa ngay anh em. Ok chưa. Solo này. Làm gì có cửa ngay. Trời ơi. Ok con ơi. Rồi hoàn thành nhiệm vụ tức này. Auto win cho nó win nhanh nhá. Rồi mình, nếu mình nhớ không nhầm thì đấy chưa e-store hoặc là không phải e-store. Yeah, mình đã thắng được e-store với chiếc cửa lỏ con ơi. Ok con ơi, nhưng thôi chắc cái mình kết thúc bạn này chỉ còn like skin nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.